Đây mọi người có thấy là ở khúc này nè, ở clip trước thì em có quay cho mọi người xem á, thì ở cái dọc này nè, cái mùa mà không có gió á, thì cái bãi cát nó rất là rộng và ở đây nó sẽ có rất nhiều cái cửa hàng, rồi những cô chú mua thu mua mực sẽ mua mực ở chỗ này. Nhưng mà bây giờ thì mùa này mọi người thấy không? Đó, từ khúc này trở vô là sóng rất là nhiều. Đây, cái mũi ở chỗ này nè, thì mọi người thấy không? Từ Long Sơn đổ về tới đây, tới cái mũi này á, thì sóng nó sẽ dội trực tiếp vào. Và cái tầm tháng 2 tới tầm tháng 5, tháng 6 á, thì gió nó sẽ thổi trực tiếp vào cái khúc này. Nên khúc này là không thể nào tắm biển được luôn, sóng rất là mạnh. Nhưng mà qua khỏi cái mũi đó, đó là cái mũi này nè, thì mọi người thấy là qua cái mũi đó thì nó ra cái bãi sau. Thì cái bãi sau thì nó sẽ không có sóng, không có gió như ở chỗ này. Xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Thiết Phố. Hôm nay thì em đang đi Mũi Né và em sẽ cùng với tất cả các cô chú anh chị sẽ đi ra Mũi Né xem là bãi trước và bãi sau cái mùa này nó sẽ như thế nào. Thông thường thì vào cái mùa này ở bãi trước và bãi sau ở Mũi Né là đang là cái mùa gió, thì các anh chị sẽ thấy sự khác biệt của bãi trước và bãi sau. Ở bên này có một cái resort rất là to và rất là đẹp nè. Hôm nào có đủ tiền thì em sẽ vô đây quay cho mọi người xem. Đây là Sentara Mirage Resort. Ở đây là có cái chữ I Love Mũi Né nè. Ở bên đây thì có nguyên một cái dãy bán đồ ăn. Thì ở đây thì nó cũng khá là giống cái khúc ở Tiến Thành, cái khúc Novaland á. Nhưng mà khúc này thì chỉ có cái khúc chỗ này là có khu này đẹp thôi, ở cái đường đi. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem ở phía trước và phía sau của cái bãi này. Đây. Đây là cái khúc mà ngay chỗ cái khách sạn Sentara Mirage. Thì mọi người thấy khách sạn nằm trên kia, đối diện qua thì sẽ có một cái công viên nhỏ nhỏ người ta xây khá là đẹp. Thì ở khúc này thì mọi người có thể đi dưới cái rặng dừa nè, rồi ngắm gió biển nè, cực kỳ đẹp luôn. Rồi mọi người thấy không, bên này là bãi sau của Mũi Né là ở khúc dưới kia. Mọi người thấy là cái khúc này biển êm không? Mùa này thì từ cái khúc bãi sau của Mũi Né đổ vào thì biển Phan Thiết cực kỳ êm luôn. Nhưng mà từ cái bãi, từ cái phía sau, cái bãi sau này trở ra phía ngoài Hòa Thắng hoặc là ngoài Ly Hương á, thì sóng sẽ cực kỳ mạnh và mọi người sẽ khó có thể đi tắm biển ở khúc ngoài đó được. Mọi người thấy khúc này nó rất là êm nên có mấy anh còn đang chơi cano ở chỗ này được luôn nè. Em sẽ cho mọi người nghe cái tiếng sóng rì rào ở khúc chỗ này, rất là êm đềm luôn. Rồi đi qua khỏi cái khúc resort nữa thì mọi người sẽ đi một chút xíu nữa thì mọi người sẽ gặp một cái con dốc. Khi mọi người lên cái dốc đó là mọi người đã tới Mũi Né. Ở đây là khúc Hàm Tiến à, mình khúc Kháng. Còn qua bên kia là mọi người sẽ đi tới chợ rồi. Ở mùa này đi du lịch thì mọi người nhớ mang theo kính, bởi vì mọi người mà đi ở những khúc đường mà có nhiều lượng cát á, thì mùa này cát bay rất là mạnh nha. Rồi đây, trước mặt mọi người đây là một con dốc. Thì ở Phan Thiết có con dốc này nè, dốc Lầu Ông Hoàng nè, là một trong những con dốc rất là huyền thoại của Phan Thiết luôn á. Mọi người chỉ cần nhìn cái khúc cua là mọi người biết nó ở chỗ nào rồi. Chỉ cần lên cái dốc thôi là mọi người đã nhìn thấy, đã nghe thấy tiếng gió.
gió trên này nó đã mạnh hơn khúc ở dưới kia rồi. Rồi đây là khúc của bãi trước. Thì bãi trước này là cái bãi mà lúc trước sẽ có một cái chợ hải sản. Nhưng bây giờ cái bãi chợ hải sản này đã bị dẹp và không còn hoạt động nữa. Bây giờ ở đây thì mọi người đến đây chụp hình rất là nhiều. Bây giờ thì em đang có mặt tại bãi trước của Mũi Né. Thì đây là một cái bãi biển mà hôm trước thì ở chỗ này có mấy cái lều người ta bán hải sản. Nhờ bây giờ đã bị chính quyền địa phương dẹp bởi vì trước đây xảy ra rất là nhiều cái tình trạng gọi là cân thiếu, cân sai cho khách. Nên bây giờ thì cái chỗ, cái bãi này không còn cái chợ hải sản chỗ này nữa. Mà bây giờ thì mọi người đến đây đi tham quan du lịch. Thì mọi người thấy là ở cái khu này đó rất là đẹp. Mọi người thấy những chiếc thuyền thúng nó sẽ ở ngoài kia. Rồi ở chỗ này thì nó là một cái eo, người ta gọi là cái Mũi Né đó. Thì tất cả những cái thuyền, cái thúng mà mùa gió thì mọi người sẽ vào trong đây đậu để tránh gió. Thì bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi quanh khu này để cho mọi người xem là cái khu vực bãi trước này bây giờ nó như thế nào rồi. Bây giờ thì nó đẹp và sạch sẽ hơn hồi trước rất là nhiều. Ở bên kia thì có mấy chú đang làm lại mấy cái thúng. Cái bãi này bây giờ sạch sẽ hơn hồi trước. Hồi trước dơ lắm, nhưng mà bây giờ thì rất là sạch sẽ. Mọi người thấy rác ở chỗ này á, là hàng ngày thì sóng sẽ dạt rác vào á. Thì mọi người nhìn thấy nó hơi dơ chút xíu thôi, nhưng mà bây giờ thì cái mùa này thì nó cũng vô nhiều nè. Còn có những cái mùa thì cái bãi này nó sạch trắng luôn. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi quanh khu này nha. Ồ, có mấy con chim kìa. Hình như là chim hải âu thì phải. Trắng. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi dạo quanh đây. Ở cái bãi này thì mọi người thấy là nhìn từ trên cao nó sẽ rất là đẹp. Hôm nay thì em ra đây là không có nắng luôn. Wow, có mấy con chim đẹp kìa. Có mấy con chim to to nữa, nó nằm ở tít dưới kia. Hồi xưa ở đây là một cái chợ hải sản rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì là không phải là chợ hải sản nữa, mà là nơi để cho ngư dân đi đến bắt hải sản, mang hải sản vô bờ rồi phân chia ra ngoài chợ. Đây có mấy bạn chó nằm ngủ. Ờ, có con chim gì nó to chưa kìa. Thôi mất tiêu rồi. Ở trên bờ thì bây giờ người ta ở chỗ này người ta phân chia hải sản để người ta bán ra ngoài chợ, chứ không còn cái chợ hải sản như trước nữa. Ở đây thì có tôm nè, có sò nè, có ốc nè. Ở ngoài đây thì ít, còn phía trong thì nhiều hơn. Thì mọi người nếu mà muốn mua thì mọi người có thể đến khu vực này, thì vẫn còn một cái cửa hàng này thôi. Ở ngoài kia thì dẹp hết rồi. Đây nè, tôm hùm nè, có rất là nhiều size. Ở đây thì mỗi size người ta chia ra một cái thau khác nhau. Rồi ở đây có cá mú nè. Cá mú biển thì cái màu nó rất là đậm. Còn bên đây là ốc tỏi. Bên đây là nghêu. Bên đây là con chai con gì đó. Còn bên đây là sò dương. Bên đây là ốc hươu. Còn đây là cũng là một loại nghêu bự. Chỗ này thì có mực. Rồi đó là một dòng ở khu này. Ở chỗ này còn có một số con hào nè, cái con cá bớp gì đó. Rồi như vậy là một dòng ở khu này. Thì mọi người thấy không, ở đây thì bây giờ nó rất là sạch sẽ.
Và ở đây thì rất là bình yên nha, mấy con chim nó bay ở đây, rồi khách du lịch thì đến đây chụp hình. Ở chỗ này thì đẹp nhất là mọi người nhìn từ phía trên cao. Em sẽ đi lên trên kia lại cho mọi người xem. Chỗ này có mấy con bò ở chỗ này nữa nè. Ờ, có mấy hải sản, ốc bông tay. Đây, bây giờ em sẽ đi lên trên đó. Cái dốc này thì khá là cao nha. Mọi người chịu khó leo lên, leo xuống chút xíu. Với lại ở chỗ này thì khách thì hay dừng ở phía trên này để nhìn xuống, hoặc là đứng ở trên đó chụp hình nhiều hơn là đi xuống dưới. Lúc trước thì mọi người hay đi xuống để mua hải sản, nhưng mà bây giờ thì cái chợ hải sản không có còn nữa. Nên mọi người đến đây chủ yếu là check in là chính thôi. Đó, mọi người thấy là mọi người đứng chụp hình ở đây. Rồi, đây là quang cảnh từ trên cao nhìn xuống. Rất là đẹp luôn. Ở đây có mấy chú xe ôm. Mấy con chim to to dưới kia kìa. Rồi, đây là bãi trước của Mũi Né. Cái bãi này thì nhìn từ trên cao xuống rất là đẹp luôn. Đó, mọi người hay đến đây để dừng lại chụp hình nè. Cái bãi này mà nhìn từ lai cam thì cực kỳ đẹp luôn. Và mùa này thì rất là gió, không thể nào bay lai cam được. Gió mùa ở ngoài đây thì mọi người biết là cái mùa gió ở ngoài đây nó rất là mạnh. Hôm nay thì em cùng với mọi người đi dạo một vòng xem Mũi Né có gì vui không. Rồi bây giờ thì em sẽ tiếp tục về đây nha. Đây là cái đường Nguyễn Thanh Hùng. Nguyễn Thanh Hùng là cái đường mà hôm trước em có làm cái clip để đưa mọi người đi đến cái trường dạy học của bà Lục Thị Đậu á. Bây giờ em sẽ quay lại cho mọi người xem. Mọi người đi xuống con dốc này nè. Thôi mọi người đi vô một chút xíu thôi. Thì mọi người sẽ thấy một cái trường học. Nó nằm ở trên cái ô tô phía trên kia kìa. Thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái trường học, đó là trường học của bà Lục Thị Đậu. Đây. Đây là nơi mà lúc trước em có làm một cái clip quay cho mọi người xem là cái trường học của bà Lục Thị Đậu. Thì cái ngôi trường này bây giờ nó cũng không có còn nữa. Nó bị sụp đổ rất là nhiều rồi. Còn nhà con với cháu của bà Lục Thị Đậu thì nằm ở khúc ngoài kia, ngay cái khúc chân dốc mọi người có thể đi xuống á. Còn bây giờ thì cái chỗ này nó sụp đổ rất là nhiều rồi. Và cũng không ai vô trong. Mọi người thấy là gió nó thổi tóc hết cái mái lên rồi. Bây giờ đi vô đây rất dễ bị sụp. Hoặc giờ em đi ra ngoài cùng mọi người đi dạo tiếp nha. Ở đây đó, đình làng Khánh Thiện nè. Trong những cái di tích mà ghi lại hoặc là lịch sử ghi lại cuộc đời của bà thì còn nói về cái đình làng này. Bây giờ thì em sẽ đi ra ngoài lại nha. Rồi, đây là con đường mà mọi người có thể đi ra chợ Mũi Né. Đó, đi ra tới chợ Mũi Né thì mọi người sẽ gặp cái ngã ba này. Nếu như mọi người gặp quẹo tay trái á, thì mọi người sẽ đi ra đường cát. Còn mọi người đi thẳng thì mọi người sẽ đi ra chợ Mũi Né.
là chợ Mũi Né nè. Đó, mọi người sẽ đi vào trong đó, cái chợ rất là sâu ở phía trong á. Còn mọi người đi thẳng thì mọi người sẽ đi ra ngoài bãi sau. Dòng xoay này nếu mọi người đi tay phải thì mọi người đi vào cái khu dân cư, còn mọi người đi qua phía bên tay trái này thì mọi người sẽ đi ra bãi sau của Mũi Né. Mùa này thì em xin chia sẻ với tất cả mọi người là mùa này thì mọi người tắm biển thì mọi người nên tắm ở khu vực Phan Thiết, nó sẽ êm hơn. Nếu như mọi người tắm ở Mũi Né mùa này thì sẽ rất là gió. Thì mọi người biết là ở Bình Thuận có một cái mũi, người ta gọi là Mũi Né. Thì từ cái khúc trước của Mũi Né là khúc này nè, thì sẽ là gió rất là nhiều. Còn những cái khúc mà ở phía sau của Mũi Né, có nghĩa là sau cái mũi đó thì sẽ được chắn sóng, nên là khúc sau thì sẽ không có gió. Nên mùa này mọi người ra Mũi Né thì mọi người sẽ gặp rất là nhiều gió. Còn ở phía trong thì mọi người cứ tắm biển bình thường thôi. Ở khúc này thì bây giờ đường xá cũng làm lại rồi, người dân ở cũng đông hơn lúc trước. Chắc là khoảng 5-6 năm về trước, nếu như cô chú anh chị nào mà có từng ghé Phan Thiết á, thì chắc hẳn là khu vực này nó sẽ rất là vắng và rất là nhiều cát. Còn bây giờ thì không còn nữa, bây giờ người ta ở đây đông đúc rồi. Đó, khi mọi người đi đến cái khúc cuối cùng của Mũi Né thì mọi người sẽ gặp một cái ngã ba. Thì ngã ba này, cái đường này thì mọi người có thể đi ngược lại ra đồi cát nè. Hoặc là cái đường này thì mọi người sẽ đi xuống cái bãi cuối cùng của Mũi Né luôn. Hồi xưa người ta còn gọi ở chỗ này là gành thì phải. Rồi mọi người đến đây thì mọi người sẽ gặp một cái resort có tên là Mũi Né Bay nè. Rồi ở phía trước là cái resort gì lâu lắm em quên mất tên ta. Cái resort cũng khá là lớn đó, nó nằm ngay phía sau của Mũi Né luôn. Để em coi cái tên cho mọi người xem nha. À, The Silent Bay. Đây là cái resort mà ở cuối cùng của Mũi Né luôn rồi nè. Ở chỗ này thì mọi người có thể đi ra được cái bãi phía sau. Sau lưng cái resort này sẽ là cái bãi sau của Mũi Né luôn. Đó, trước mặt mọi người sẽ là khu du lịch gành Mũi Né. Đó, lúc trước là chỉ có cái gành này thôi, bây giờ thì có thêm cái resort này. Đó, ở bên hông thì mọi người thấy là có một cái đường để mọi người đi ra bãi sau. Ở cái bãi này thì vào cái mùa mà ít gió thì các cô chú mà đi biển nè, hoặc là tất cả những cái ngư dân mà đi câu mực á, thì mọi người hãy lên đây để cung cấp mực. Rồi mọi người có thể đi ra đây mua mực để về ăn với giá rẻ hơn. Nhưng mà bây giờ thì mùa này gió cực kỳ luôn. Xem á, thì ở cái dọc này nè, cái mùa mà không có gió á, thì cái bãi cát nó rất là rộng và ở đây nó sẽ có rất nhiều cái cửa hàng. Rồi những cô chú mua mực sẽ mua mực ở chỗ này. Nhưng mà bây giờ thì mùa này mọi người thấy không? Đó, từ khúc này trở vô là sóng rất là nhiều. Đây, cái mũi ở chỗ này nè, mọi người thấy không?
từ Long Sơn đổ về tới đây. Tới cái mũi này á, thì sóng nó sẽ dội trực tiếp vào. Và cái tầm tháng 2 tới tầm tháng tháng 5, tháng 6 á, thì gió nó sẽ thổi trực tiếp vào cái khúc này. Nên khúc này là không thể nào tắm biển được luôn, sóng rất là mạnh. Nhưng mà qua khỏi cái mũi đó, đó là cái mũi này nè, thì mọi người thấy là qua cái mũi đó thì nó ra cái bãi sau. Thì cái bãi sau thì nó sẽ không có sóng, không có gió như ở chỗ này. Ở mùa này thì mọi người sẽ thích đi du lịch ở trong khu vực Phan Thiết hơn ở ngoài đây. Đó, mọi người thấy gió không? Nó thổi những cái cây nè. Gió cực kỳ mạnh luôn. Bình thường thì khúc này rất là nhộn nhịp, nhưng mà bây giờ thì cái mùi sóng gió này thì khúc này rất là vắng luôn. Hôm nay em sẽ cùng với mọi người đi quanh quanh khúc này nha. Bây giờ thì em sẽ đi ra lại. Ở trong đó thì sóng gió cực kỳ mạnh luôn. Không biết là mọi người có nghe được em nói hay không. Chứ còn em đứng ở đó thì gió thổi muốn bạc người luôn. Đó, đây là cuối cùng của mũi né rồi đó. Đó là cái khu gọi là khu gành rồi. Thì đây là cuối cùng. Nhưng mà nếu mà tính về điểm cuối cùng của Phan Thiết mà đi hướng này thì nó không phải là ở chỗ này. Hồi xưa thì phát triển du lịch là tới đây là hết. Nhưng bây giờ là khu du lịch ở Phan Thiết nó mở rộng ra hướng Long Sơn, để mọi người đi ra hướng Bắc Bình, ra Bầu Trắng. Thì khúc này không có gọi là khúc cuối cùng, mà chỉ gọi là khúc cuối của cái bãi sau thôi. Thì người ta gọi là cái bãi sau. Còn cái bãi trước thì bây giờ mọi người thấy là cũng không có sôi động như hồi xưa, cũng không có nhộn nhịp chợ cá nữa. Wow, chỗ này có cái hàng bông giấy đẹp nè. Rồi, như vậy là clip này em đã cùng với tất cả mọi người đi dạo một vòng từ bãi trước ra bãi sau. Thì mọi người cũng thấy là từ đầu clip em quay cho mọi người xem á, thì ở đầu thì sóng gió rất là ít luôn. Nhưng mà ở khúc cuối này á, thì cực kỳ nhiều. Thì mọi người thấy là cái bãi trước và bãi sau cái mùi gió nó khác biệt như thế nào ha. Giờ em sẽ cùng với mọi người đi quanh quanh ở chỗ này, xem chỗ này có gì vui không nha. Ở chỗ này thì mọi người đi thẳng thì mọi người sẽ đi ra ngoài chỗ mình đi. Còn ở khúc này thì mọi người sẽ đi ngược ra lại đồi cát được. Khoảng vài năm trước thì em thấy ở khúc này thì mọi người hay phơi cá nè. Rồi mọi người gần Tết thì sẽ có những cái đồng hoa, mọi người trồng hoa rồi trồng sắn, củ sắn á. Nhưng mà mùa này thì gió quá, ở khúc này không ai làm gì hết. Mọi người thấy là ở đây có những cái nơi mà người ta phơi hải sản nè. Thì đây, trước mặt mọi người đây là những cái giàn phơi nè. Thì mọi người thấy không? Cái giàn phơi này á, thì mọi người sẽ lấy cá lên rồi mọi người xẻ rồi bỏ lên những cái giàn phơi này phơi nắng trực tiếp. Mọi người biết là nắng ở Phan Thiết thì nắng rất là nóng và nó sẽ rất là nhanh khô. Và ở đây thì có rất nhiều cái xưởng, đây có một cái, hai cái. Rồi bên này nữa. Đây. Ở đây có rất nhiều cái nhà xưởng để người ta phơi cá khô. Lúc trước ở Phan Thiết á, thì ở đây cực kỳ nhiều cái cây xương rồng này nè. Nhưng bây giờ thì người ta cũng phá bớt rồi. Ở đây thì còn có một cái con đường nhỏ để mọi người có thể đi xuống biển nữa. Mọi người đi dọc cái bãi này mọi người đi xuống biển. Thì ở dưới kia cái mùa này thì đi tắm biển không được. Nhưng mà ở khúc này thì khách du lịch cực kỳ thích với lại cái trò là dù biển. Mùa này thì cái sóng gió nó rất là mạnh nên ở đây thì sẽ có rất nhiều người chơi dù biển. Đây là cái con đường thì mọi người thấy là cái đoạn đường lúc nãy thì em nói với mọi người đó. Thì mọi người cứ đi thẳng đường này, mọi người sẽ lên đường cát thì mọi người sẽ thấy cát ở trên kia kìa. Đi lên chút xíu thì mọi người sẽ gặp đường cát thôi. Còn bây giờ thì cái clip em cũng khá là dài rồi. Em xin dừng cái clip này tại đây. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ở video tiếp theo nha. Hôm nay thì
em sẽ đi một vòng ở Mũi Né cho cô chú anh chị xem cái bãi trước và bãi sau cái mùa gió này như thế nào. Mọi người thấy ở trên kia mù mịt không? Đó không phải là sóng biển nó đẩy sương lên đâu, mà là cát nó bay á. Mùa này thì cát bay cực kỳ nhiều luôn.